chuyện gì vậy bà chủ? Trời ơi, đi luôn. Mày dám làm chuyện đòi bại với cô chủ của tao? Trời ơi trời, kiểu này sao cô chủ tao dám ra ngoài đường gặp mặt người này người nọ nữa hả chị Lô? À, chết rồi. Tôi khổ quá. Không có nói nhiều, nó phải chịu trách nhiệm. À, cái người chắc chắn là cái ly nước đó. Ly nước đó có thuốc ngủ. Bà gài bẫy tôi đúng không? À, cô ơi, con giao gạo. Ừ con, để đại đó đi. Dạ, giao này ngon lắm á, cô để tôi lạnh ăn được lâu lắm. Ừ, để đó đi con. Dạ. Chút rồi cô dẹp. Dạ. Ngồi nghỉ cho khỏe đi. Dạ, con cảm ơn. Tại bữa nay đó là nóng quá cho nên mua rau nhiều. Dạ. Để trữ ăn dần. Dạ. Thôi thì uống miếng nước đi, uống cho mát. Khỏe rồi hả dì ha? Dạ, con cảm ơn. Trời ơi, đi xa mà trời nóng nữa có ly nước. Ok ghê. Thôi con về. Bển tại không ai trong hàng rau con. Ừ. Cảm ơn ly nước mát quá. Cảm ơn con. Dạ. Về nhé. Là cái đứa bán rau, chí thú làm ăn, lễ phép đàng hoàng, tôi cũng thương nó nữa. Mà ai ngờ bây giờ xảy ra sự cố như vậy á, lộ mặt thiệt là khốn nạn luôn á. Thiệt sự luôn á, người ta nói là ăn sao hả? Phận gái 12 bến nước trông nhờ đục chịu. Ai ngờ cô chủ của tao lâm ngay chân cái bến đục. Mà hồi nãy ha, tao với bà chủ thấy mày xỉu, xong rồi tao với bà chủ mới đi kiếm thuốc cho mày. Ai ngờ mày thừa cái lúc đó mày làm chuyện sằng bậy với cô chủ của tao, mày quá đáng lắm rồi. Tí luôn, tao không có. Bé bà nó nói đúng đó, tôi có quyền nghi ngờ cậu đánh lạc hướng sai nắng để hại con gái tôi phải không? Bây giờ bé bà lên kêu công an phường xuống. Kêu công an chứ gì? Tôi thấy mấy người hơi chần chừ rồi đó, để thằng này gọi, tôi gọi cho nhanh thì ngay, không sợ chết đứng hả? Đừng mà, đừng có gọi công an, mặt mũi tôi còn để ở đâu nữa? Mấy người có nghĩ tới danh dự của tôi không? Trời ơi, làm sao mà tôi sống nổi. Mẹ xin lỗi con, tại mẹ để con ở nhà có một mình cho nên mới xảy ra cái sự cố như vậy. Thôi thì cái chuyện nó cũng đã lỡ vậy rồi, bây giờ mà mình làm lớn chuyện thì cũng xấu hổ cho cả hai. Con cũng lớn rồi, cũng phải biết chịu trách nhiệm của mình làm chứ. Con để con gái cô nó thiệt thòi vậy, tội nghiệp cho nó. Thôi thì con về đi rồi con suy nghĩ lại. Cô ở đây chờ tin con nha. Đúng rồi đó, là đàn ông là phải chịu trách nhiệm với những gì mà mình đã làm. Trời ơi, anh ơi, cần gì em với? Anh ơi, anh ơi. Trời ơi, anh đổ mồ hôi quá trời nè, để em lao cho. Anh lựa gì, em bán cho. Nay bà này bà ra bán rau không trời? Trời ơi, tụi em đang yêu nhau mà anh không biết hả? Ôi chết. Trời ơi, Tilo có bồ mà giấu nha. Mày, đâu phải đâu, điên quá. Bà nữa, đâu ra đây, bà ăn mặc gì kỳ vậy? Thì bữa nay em đi tập văn nghệ nè, các em sực nhớ ra là em phải qua bán rau phụ anh để mà bồi đắp tình cảm của tụi mình đó. Thôi tính tiền cho em đi. Không, không có tính tiền, bữa nay vui nên là miễn phí luôn. Trời ơi, em sướng dữ, cảm ơn nha, chúc hai người hạnh phúc nha. Cảm ơn. Ê, không phải vậy mà. Tình nữa chứ. Bà nữa, sao chịu đi về đi. Đi về, đi về. Thôi mà, đừng có ngại, gì đâu mà giấu giếm hoài. Kìa. Vậy buông cái coi.
Trời ơi, cái gì chết rồi. Phượng, Lục, cô chủ cô có sao không? Tôi không sao. Anh Tilo, thật ra là em không muốn ăn dạ anh đâu, nhưng mà bị buộc vô thế đã rồi. Em có cái này cho anh xem nè. Em có thai rồi. Có thai là sao? Em cũng chỉ mới biết ngày hôm nay thôi à. Trời ơi, bây giờ để tới khó xử gì luôn rồi đó hả? Ê thằng kia, tao nói cho mày biết, mày mà phủi tay hả, tao quất mày luôn á. Anh Tilo, anh mà phủi bỏ trách nhiệm á là em không biết sống nữa đâu. Cô chủ. Ok. Con mày, tao nói cho mày biết, mày mà dám làm mà không dám chịu hả, tao đốt cái quán này luôn đó, liệu hồn đó. Cô chủ. Cơm em mới nấu luôn hả? Ừ. Sao em biết anh thích mấy món này? Thì người ta để ý anh, người ta mới biết chứ bộ. Anh đứng bán rau cả ngày, chắc mệt mỏi lắm đúng không? Để em xoa bóp cho. Anh cảm ơn. Cô chủ! Nãy em ra chợ thấy có một ít trái cây, em mua về cho cô chủ ăn để dưỡng thai á. Ờ, sẵn đây bé ba lột cam ra cho Tilo ăn luôn đi, chứ Tilo bán cả ngày mệt mỏi lắm. Phượng nè, thật ra ban đầu anh tưởng là tai nạn, nhưng mà thấy em khóc nhiều quá anh chịu không nổi. Xong rồi mấy ngày hôm nay nè, em lui lui tới tới nhà anh, cái nhà anh có bạn thai, có người phụ nữ á, nó ấm hẳn lên. Thì mình cưới nhanh nha. Thôi anh, có ba ba ở đây nè, em mắc cỡ lắm. Thôi mình ăn cơm trước nha. Thôi em, kệ nó đi, có gì đâu. Tụi mình có xa lạ gì nhau đâu, đúng không? Thôi muốn ăn cơm trước. Thôi mà. Nhanh này. Hôm nay á mẹ vui lắm. À, khi thấy hai đứa chịu đồng ý lấy nhau, thiệt là không có cái gì bằng luôn đó. Mẹ sẽ làm một cái đám cưới thiệt là lớn, để cho bà con làng trên xóm dưới người ta biết. Làm cái gì kỳ vậy Tilo? Tôi kỳ hay con gái bà kỳ, hay cái mối quan hệ gian díu của thằng ở đợ nhà bà? Con gái bà kỳ. Tôi cho bà coi cái này, bà coi đi. Sao vậy? Bộ em thích nó đúng không? Tại sao em lại để cho nó ôm ấp như vậy? Em không có, em chỉ là đang diễn cho nó tin em thôi. Em tính hết rồi, sau khi mà kết hôn được vài tháng á, để hợp thức hóa cái bầu này, để người ta không nói em là chúa hoang, xong rồi em sẽ ly hôn với nó. Lúc đó má cũng cho em căn nhà để yên bề gia thất. Anh chỉ việc đứng ra phụ em nuôi con. Lúc đó anh có tiếng thơm, má cũng khoan thường anh nữa. Hiểu không? Trời ơi, em thương anh mà. Em đám cưới với Tilo chỉ là bất đắc dĩ thôi. Con của tụi mình vẫn là con của tụi mình, tụi mình cùng nhau nuôi con. Đừng giận em nữa. Anh tin em lần này đó nghe. Từ đầu tôi đã thấy nghi ngờ cái thằng ở đợ này khi nó quan tâm thái quá cái bầu của con gái bà.
tôi bắt đầu mới diễn kịch. Tôi chọc ghẹo nó cho nó ghen. Cuối cùng thì cái đuôi nó cũng lòi ra. Trời ơi là trời, mày là người ăn cái ảo mà mày đặt vào tao hả? Đúng là tao nuôi ông tay ảo mà. Từ bây giờ mày cuốn gói khỏi nhà tao. Mà con thương ảnh thật lòng mà. Đồ ngu, tao tưởng mày lỡ giả dai, ai ngờ mày đâm đầu vô cái vũng sình này. Tao giục giả quá, tao còn mặt mũi lên nhìn ai hả Phượng? Thôi, chuyện gia đình phức tạp vậy, tự giải quyết nha. Nể tình là hàng xóm, tôi sẽ không kiện mấy người về cái tội vu khống. Nhưng mà tôi nhắc lại, mai mốt mấy cái chuyện như vậy á, đừng có kéo tôi vào. Một lần nữa là tôi không để yên đâu nha. Còn mày nữa. Mày nói cái gì? Mày nói cái gì là tao là đàn ông phải có trách nhiệm hả? Hả? Mày mới là thằng đàn ông phải có trách nhiệm đó. Ăn ngốc thì phải tự đổ vỏ. Có chơi có chịu đi bạn. Về thôi chú Sáu. Bye bye. Trời ơi, nhục nhã. Đồ bất khéo. Bà chủ, trời, tất cả là lỗi của con. Bà chủ đừng có đánh cô chủ. Con xin lỗi bà chủ nhiều lắm.